Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến của trận đấu giữa Việt Nam và Philippines trong khuôn khổ nội dung thi đấu bóng rổ 5 đấu 5 tại SEA Games 32. Tỷ số lúc này sau hai hiệp đầu tiên thì thực sự là khó khăn để có thể nhắc tới. Khoảng cách rất xa, Philippines đã có một kế hoạch cụ thể triển khai một cách hiệu quả và khiến cho Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn ở hai hiệp đầu tiên. Hy vọng chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu và làm được một điều gì đó ở phần còn lại. Còn nhìn vào bảng điểm lúc này, thực sự là một thách thức rất lớn. Trận đấu 3 liên tiếp và cũng đã có những tín hiệu sụt giảm thể lực từ các cô gái của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam khi mà phía Philippines chủ động sử dụng hai big man để khai thác hàng trong, phá sức và đẩy tiết tấu trận đấu lên rất cao ngay ở những phút đầu tiên. Trong hiệp 2 thì hai bên sẽ đổi sân. Phía Việt Nam chúng ta chuyển sang bên phía phần sân bên phải và bên trái là Philippines. Mất bóng rồi, nỗ lực không thành công của Thúy Hằng và Tiểu Duy. Cách 34 điểm, số điểm gấp đôi, thực sự đáng sợ. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của Philippines kể từ đầu SEA Games năm nay, sau thất bại cũng khá sốc trước Indonesia thì họ lập tức điều chỉnh lại nhiều thứ. Và không may cho chúng ta, đối thủ kế tiếp sau thất bại của Philippines lại chính là Việt Nam. Việt Nam cũng đã có cái thi đấu ngang ngửa với Indonesia, thậm chí là nếu như Thảo Vy không chấn thương thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi Indonesia thắng sâu trước Philippines. Và khi nền bóng rổ lớn nhất Đông Nam Á chạm tự ái, thực sự sức mạnh của họ là đáng sợ. Lực đột phá, footwork khá tốt nhưng dứt điểm không thành công của Bùi Thu Hằng. Vẫn chưa có điểm nào được ghi sau một phút đầu tiên của hiệp 3. Ca Bin Bin. Camin Clarin có khoảng trống và Philippines vẫn đang ném quá tốt. Tâm lý thoải mái và những xạ thủ bên phía Philippines đang có một hiệu suất thực sự đáng mơ ước, 61% trong những cú ra tay ở vạch 3. Họ đã thực hiện 18 lần ném 3 từ đầu trận và thành công 11 lần. Hiệu suất hơn 60% thì rất khó cho những cô gái của chúng ta. Khi mà phía đối diện Việt Nam chỉ ném 3 với hiệu suất là 22%, dù cho cả hai đội cũng đã thực hiện tổng cộng 18 tình huống ra tay ngoài vòng bán nguyệt. Về số lượng là ngang nhau, nhưng chất lượng thì không ổn. Lại là khoảng trống cho Clarin. Hani Nam vẫn gây ra rất nhiều áp lực ở dưới rổ. Một nụ cười của Thảo My. Có lẽ lúc này chúng ta cũng nên quên tỷ số đi và thi đấu một cách thoải mái. Hãy thoải mái và thể hiện những gì tốt nhất. Còn tỷ số lúc này không quan trọng. Một điều mà có lẽ chúng ta tốt nhất là cũng không nên quan tâm vào lúc này nữa. Thảo My. Áp lực rất tốt của Ca Bin Bin nhưng vẫn là Thảo My. Vẫn chưa mất bóng. Tiểu Duy. Long Chu. Không có hai điểm cho Tiểu Duy. Cú ra tay với áp lực thời gian. 1000 trên bất cứ phương diện nào thì tấm huy chương vàng 3 đấu 3 là quá đủ để mang tới một kỳ SEA Games thành công cho bóng rổ nữ Việt Nam. Chỉ hơi tiếc là có thể chúng ta vẫn chưa vượt qua được những giới hạn ở nội dung 5 đấu 5. Đường chuyền nhanh, đây là cơ hội cho Thảo My. Và thì với layup không thành công, bóng thuộc về Việt Nam. Sau khi dứt điểm hỏng thì Thảo My cũng rất tích cực gây áp lực và khiến cho Clecasso mất bóng.
đột phá của Bernardi rất tốt, có steal của Tiểu Duy. Duy rất nhanh, tốc độ của Tiểu Duy tốt hơn Castro. Dường như là Tiểu Duy đã bị phạm lỗi và đó là một tình huống trọng tài hoàn toàn có thể thổi lỗi phản tinh thần thể thao khi mà Cle Castro đã đẩy sau với Tiểu Duy trong tình huống mà số 19 chúng ta đang chạy phản công. Tiểu Duy góc không độ là Yến Vân, ném Ebo. Sau hai kỳ SEA Games thì có thể thấy bóng rổ nữ Việt Nam vẫn đang là một nền bóng rổ có nhiều tiềm năng. Các vận động viên bóng rổ nữ cũng đã được quan tâm nhiều hơn sau những thành tích ở SEA Games. Mới đây nhất thì VBA đã tổ chức nội dung bóng rổ nữ 3 đấu 3. Các cô gái của chúng ta rất xứng đáng và cũng cần phải có nhiều hơn những giải đấu để thi đấu thường xuyên thay vì giải vô địch quốc gia với chỉ 4 tới 5 đội bóng tham dự. Nếu như có cơ hội cọ sát thi đấu thường xuyên hơn thì bóng rổ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những hiệu ứng tích cực. Dù có thể kết quả cuối cùng tại môn bóng rổ 5 đấu 5 SEA Games năm nay vẫn chưa được như ý, nhưng nhìn tổng thể thì chúng ta cũng khó có thể chê trách gì đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam với tinh thần tuyệt vời đã thể hiện trong từng trận đấu. Chúng ta đã có hai thất bại xít sao trước Indonesia và Malaysia, và chiến thắng đầy cảm xúc trước Thái Lan. Và ngày hôm nay có lẽ Philippines vẫn là một ngọn núi quá cao. Những tiếng hô Let's go Việt Nam, Let's go vẫn đang vang vọng trên khán đài. Một pha đột phá và liên rổ tay trái rất tốt của Thảo Vy. Điểm số thứ 8 của Trương Thảo Vy, chính xác là thứ 13 của Trương Thảo Vy. Còn Thảo My lúc này đang có được 6 điểm. Bernardino kích ra cho Fajaro, lắc đi và đột phá rất tốt của số 5, nhưng phòng ngự tuyệt vời là Yến Vân. Có một cú block from behind của số 22 bên phía chúng ta. Lại là Fajaro, shot clock violation. Philippines cũng đã mất tập trung khi mà cách biệt gần như là quá lớn. Yến Vân, pha đi bóng rất hay của Yến Vân, không có hai điểm chúng ta, nỗ lực rebound của Thảo My. Đáng tiếc là dưới áp lực của đối phương, Thảo My kích ra cũng không đúng địa chỉ. Philippines vẫn cho thấy kinh nghiệm và sự già dơ khi mà họ đã tiếp cận trận đấu một cách rất thông minh, dùng cặp đôi cao lớn Castro và Animam để phá sức cùng với một pace thi đấu rất cao ở quãng đầu. Khi Việt Nam đối sức thì Philippines nhấn ga bỏ lại chúng ta. Tuy vậy thì với bóng rổ nữ Philippines lúc này, những gì tốt nhất họ có thể làm nhiều khả năng là tấm huy chương bạc. 4-point play là cơ hội cho Philippines, lỗi của Thủy Tiên. Ana Castillo đang ném rất tốt hôm nay. Vừa rồi là cú ra tay thành công thứ 3 trong 5 lần thử sức ở ngoài vòng bán nguyệt của số 0 bên phía Philippines. Có lẽ đây là thời điểm mà chúng ta nên cất quân được rồi, hướng tới trận đấu sau với Campuchia và Singapore để có cho mình những kết quả tốt nhất trong hai trận đấu cuối cùng ở SEA Games năm nay. Hôm nay đến đây là đủ rồi.
Thảo Vy vẫn ở trên sân. Trong trận đấu trước thì Thảo Vy đã thi đấu 39 trên 40 phút trong trận gặp Malaysia. Fajardo, Bernardino, đã có lỗi của Philippines, có vẻ trọng tài thổi phạt với Clare Castro. Rất tốt. Lúc này thì Yến Vân đang là người được trao khá nhiều bóng và thi đấu tự tin với những điểm số cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Và đột phá và dứt điểm chính xác. Đường ném 3 không thành công của Philippines. Thảo Vy, lại là Yến Vân. Thảo Vy có thể ném cách end shoot, không có 3, không có 3 điểm. Thực sự đây là thời điểm chúng ta nên dành sức cho Thảo Vy. Điểm lại được ghi cho Philippines. Tỷ số đã là 85-38. Surada chuyền hỏng. Surada đã có steal sau đường chuyền hỏng của Thảo Vy. Lại là Ana Castillo. 3 điểm nữa. Đã rất cố gắng rồi. Nhưng rõ ràng Philippines vẫn là một ngọn núi mà sẽ cần thời gian để bóng rổ Việt Nam chinh phục. Chúng ta đã có chiến thắng trước Philippines ở SEA Games năm ngoái. Nhưng năm nay thì có lẽ đã là một kịch bản khác. Vào ngày mai thì đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia vào lúc 15 giờ. Còn đội tuyển nam cũng sẽ có trận gặp Lào. Trận đấu của đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam sẽ mang ý nghĩa tìm kiếm tấm vé bước vào trận phân hạng 5. Còn Việt Nam cũng sẽ cố gắng hướng tới những kết quả tốt nhất có thể khi đụng độ Campuchia và Singapore ở hai trận cuối. Những đối thủ mà nếu thi đấu đúng sức thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng được. Cú ném của Kim Nhã không thành công. Lực tranh rebound của Ngọc Hậu. Bóng đã thuộc về Fajardo của Philippines. Ngày mai thì Philippines sẽ gặp Thái Lan. Và trong ngày thi đấu cuối cùng thì đối thủ của họ là Malaysia. Đó có thể sẽ là trận đấu quyết định tấm huy chương bạc. Lúc này thì Indonesia với 4 trận toàn thắng và lịch thi đấu 2 trận còn lại lần lượt gặp Campuchia và Singapore thì rất khó có viễn cảnh mà đội bóng rổ của Indonesia bất tử chuông vàng. Hai đối thủ cuối cùng khá nhẹ và Philippines sẽ cố gắng giữ lại được tấm huy chương bạc để vớt vát
Cú ném của Toko không có 3 điểm nhưng vẫn là rebound cho Philippines. Fasado lên thêm 2 điểm cho Philippines. 50 điểm cách biệt. Thực sự là nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn và vào một điều kiện khác thì khoảng cách sẽ không lớn đến như thế này. Chúng ta đã nhập cuộc không tốt. Philippines có một ngày thi đấu quá hay. Và dường như Việt Nam đã đuối sức sau hai trận đấu rất căng thẳng với Thái Lan và Malaysia hai ngày liên tiếp. Tỷ số trên sân, trên quan điểm cá nhân tôi thực tế cũng chưa phản ánh chính xác sự chênh lệch giữa hai đội. Khoảng cách không thể lớn đến mức này. Chỉ là vào ngay hoàn cảnh này thì rất tiếc là mọi thứ đã chống lại chúng ta. Clarin. Lỗi của Ngọc Hậu. Trong thông tin mới nhất về những môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games năm nay thì Quân Nguyễn Thị Thật đã giành huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển xe đạp Việt Nam tại SEA Games 32 ở nội dung đường trường đồng hàng nữ. Đội tuyển cầu mây Việt Nam giành huy chương đồng nội dung đôi nam sau thất bại 1-2 ở bán kết trước Myanmar. Larry đột phá. Thoát lọc violation và phòng ngự tốt của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Miley Jones. Chúng ta vẫn chưa có đủ người. Thảo Vy. Thảo Vy vẫn đang thi đấu đầy cố gắng. Rất hay đường truyền cho pha chạy cắt của Kim Nhạn. Huỳnh Thị Ngoan. Kim Nhạn ném Trúc Bình. Có điểm cho Kim Nhạn. Trận đấu mà chúng ta đã không còn đủ sức để phòng ngự. Và phải nói là Philippines ném quá hay ở quãng đầu. Hiệp 3 khép lại. Chúng ta sẽ thi đấu nốt hiệp cuối, nghỉ ngơi và cố gắng chơi tốt hơn vào ngày mai. Hy vọng là thất bại này không ảnh hưởng tới tinh thần của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn thế.
hiệp đấu cuối cùng. Đang cầm bóng là Cabibin, Clarin. Những cú ném của Philippines đã bắt đầu nguội tay. Nhưng có lẽ điều đó cũng không thay đổi được đại cục nữa. Đã bị steal. Một mình một rổ và hai điểm cho Cabibin. Miley Jones, Quỳnh Ngoan, nỗ lực của Ngọc Hậu. Ngọc Hậu không thể làm gì trước áp lực của Anima. Trong 2 năm tới làm sao để tìm ra một trung phong đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực sẽ là bài toán cho bóng rổ nữ Việt Nam nếu chúng ta muốn làm nên chuyện ở nội dung 5 đấu năm. Thiệt thòi ở vị trí hàng trong vẫn là quá lớn. Claire Castro, bánh shot tốt của số 10. Bên phía Philippines ngày hôm nay thì dẫn đầu số điểm cho họ là Ana Castillo, người đã có tới 6 cú ném 3 thành công. Cùng với đó là 5 cầu thủ gác ghi điểm ở những 2 con số. Contejos, Animam. Đã có lỗi của Ngọc Hậu. Thảo My cũng đã được rút ra khỏi sân. Trong ngày thi đấu hôm nay thì đoàn thể thao Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp tục bứt phá trên bảng tổng sắp. Chúng ta sẽ có cơ hội ở 8 nội dung chung kết môn lặn. Những môn như võ gậy, aerobic, đấu kiếm, judo, cầu mây, thuyền truyền thống, e-sport, golf cũng có thể được chờ đợi mang về tin vui. Và quý vị khán giả đừng quên theo dõi những môn thi đấu tại SEA Games 32 và đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Với nội dung bóng rổ thì sau SEA Games chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các khán giả trong nhiều sự kiện lớn của làng bóng rổ quốc nội. Sắp tới sẽ là bóng rổ không chuyên khu vực Đà Nẵng DBC, sau đó sẽ là mùa giải VBA và cả giải bóng rổ không chuyên toàn quốc. Quý vị khán giả đừng quên chú ý theo dõi đón xem trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup với những kênh truyền hình và các nền tảng mạng xã hội liên quan. Thành công của Vitinko. Ném xa của Yến Vân không được. Những kép phụ của Philippines cũng đang thi đấu rất quyết tâm. Lại là Vitinko cận rổ, contact tốt, layup không thành công nhưng vẫn có rebound. Cú ném xa của Clarin và 3 điểm nữa cho Philippines.
104-44. Thực sự một lần nữa vẫn phải đánh giá một cách chủ quan rằng cách biệt giữa hai đội thực tế không lớn đến mức này. Nhưng đúng là hôm nay là ngày đẹp trời với Philippines và là xấu trời chúng ta. Bên cạnh những diễn biến ở thể thao quốc nội và khu vực, quý vị khán giả đừng quên những sự kiện thể thao lớn ở quốc tế vẫn được VTV Cup gửi tới quý vị khán giả thông qua các kênh sóng trong hệ sinh thái. Trong buổi chiều nay chúng ta sẽ có những diễn biến vòng 2 của giải Master 1000 Italian Open tại thủ đô Rome, Italia. Và cuối tuần này là những diễn biến ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong quãng nước rút với Serie A, La Liga, Bundesliga và Liga. Có 3 điểm sau pha xử lý đẹp mắt của Miley Jones. Degberade, Vitico, nỗ lực đeo kèm của Kim Nhạn và phòng ngự tốt, chúng ta lại đến rebound tấn công. Vitico đã vạch. Quỳnh Ngoan, Miley Jones có yểm trợ của Thủy Tiên, vẫn là Miley, cú ném trung bình không thành công của Miley Jones. Vitico, Degberade, hậu vệ sân bóng này không đánh quá nhiều hôm nay. Một cú floater nhưng vẫn là Degberade. Còn rất nhiều thời gian tấn công cho Philippines. Trọng tài đã thổi lỗi tấn công. Công Michael Olsen cũng chưa có nhiều thời gian thực sự gắn bó và tiếp xúc sâu với bóng Việt Nam. Nếu như có thêm thời gian làm việc thì chúng ta cũng sẽ có thể chờ đợi huấn luyện viên này thể hiện được kinh nghiệm của mình ở bóng rổ Việt Nam, như những trải nghiệm mà ông đã có cùng với bóng rổ Nhật Bản. Cú ném deep three thành công của Miley Jones. Pha ra điểm, pha ra tay đẹp mắt nữa được thực hiện bởi số 10. Miley Jones từng đăng ký tham dự Women NBA Draft. Tất nhiên chúng ta hiểu đó vẫn là một nấc thang còn rất xa. Ana Castillo đang có một ngày ném quá tốt. Vừa rồi là cú ra tay thành công thứ 7 của số 0 bên phía Philippines trong ngày hôm nay. Hình Ngoan, nỗ lực đánh low post của Thủy Tiên chưa được.
Suana cũng có thể làm khó các big man của Việt Nam. Miley Jones thêm một cú ném 3 nữa. Lần này thì không có điểm cho Miley, nhưng rebound thuộc về Kim Nhạn. Vẫn là Kim Nhạn rất cố gắng. Thủy Tiên chưa được, có rebound tấn công, thử sức thêm lần nữa và vẫn chưa có điểm cho Thủy Tiên. Beberade xoay người ném không thành công. Phòng ngự tốt là Huỳnh Hoan. Huỳnh Hoan đã có steal khi bóng trên tay của Surada. Lại là Miley. Miley đi bóng cắt mặt khá hay. Nỗ lực lên điểm không thành công của Miley. Đã có block của cầu thủ bên phía Philippines. Lực cứu bóng của Miley Jones. Cha của Miley Jones từng có thời gian làm huấn luyện viên cá nhân cho Jeremy Lin. Dáng ném của Jeremy Lin được ông Jones chỉnh sửa rất nhiều. Xoay trở không thành công, nhưng sẽ có cơ hội ném phạt cho Thủy Tiên. Rồi Thủy Tiên cho thấy footwork khá tốt ở cận rồi. Có thể thấy tâm lý của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam vẫn khá thoải mái. Đó là tín hiệu để chúng ta hy vọng vào những màn thể hiện tích cực trong hai ngày cuối. Trọng tài đã thổi phạt lỗi moving screen của Vitinko và khiến cho cú ném 3 của đồng đội không được tính. Yến Vân bị double team nhưng vẫn thoát đi. Thủy Tiên có điểm cho Thủy Tiên. Đúng là lúc này thì cứ quên điểm số đi mà đánh. Hãy tận hưởng trận đấu. Cú ném không chính xác của Castillo. Lực lấy rebound. Lực không thành công của Angelica Surada. Đột phá của Thu Hằng rất tốt. Có một cú banh shot thành công của Bùi Thu Hằng. Bùi Thu Hằng cùng Đặng Thúy Hằng là hai vận động viên của đội Hà Nội có tên trong thành phần đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay.
Và chạy bài của Philippines đã không hiệu quả, có steal cho Miley. Outlet pass không được. Suada đã phòng ngự rất tốt. Khi những big man của Philippines được rút ra thì thường Angelica Suada sẽ là người cố gắng phòng ngự ở vị trí thứ 5, vị trí số 5 và vị trí số 4. Donko. 2 phút cuối của trận đấu. Yukiko và Yến Vân. Biến chuyền Surada. Và phối hợp rất tốt. Khai thác đánh rổ thành công của Yukiko. Có đủ lỗi đồng đội và bây giờ sẽ là cơ hội bước lên vạch ném phạt cho Miley Jones. Phút 30 giây còn lại, cú ném sọt rồi. Việc thể lực bị bào mòn khiến cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam không còn đủ khả năng di chuyển linh hoạt để lấp những khoảng trống. Điều chúng ta đã gặp phải trong ngày hôm nay. Philippines ném tốt là một chuyện, nhưng cũng phải nói là quá nhiều cơ hội ra tay ở những vị trí thuận lợi. Hầu hết là wide open. Surada kích ra cho Clarin. Clarin lấy 2 điểm. Không có 2 điểm nhưng có rebound tấn công của Surada. Lại là Camin Clarin. Thời gian còn lại tính bằng giây. Tonko đột phá. Miley phòng ngự tốt. Những nỗ lực cuối của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Spin move tốt và điểm được ghi cho Yến Vân. Azado cũng mang về 2 điểm cho Philippines. Có lẽ trận đấu sẽ khép lại ở đây. Điểm số của Philippines gấp đôi chúng ta. 116-58 là chiến thắng của Philippines. Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam nhận thất bại thứ 3 sau 4 trận tại nội dung bóng rổ 5 đấu 5 nữ tại SEA Games 32. Và đã rất cố gắng nhưng rõ ràng Philippines đã chơi quá hay ngày hôm nay. Cơ hội giành huy chương của đội tuyển nữ Việt Nam gần như đã khép lại. Với thể thức xét chỉ số phụ là đối đầu trực tiếp đầu tiên thì chúng ta cũng không còn cơ hội giành huy chương. Philippines sẽ cố gắng cạnh tranh tấm huy chương đồng, tấm huy chương bạc cùng với Myanmar, cùng với Malaysia và hy vọng Indonesia sảnh chân. Điều rất khó xảy ra. Còn với đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam có thể không giành được huy chương nhưng chúng ta vẫn đã thể hiện được tinh thần tích cực của SEA Games năm nay. Giờ là lúc nghỉ ngơi và hướng tới 2 trận đấu còn lại. Ngày mai thì vẫn còn trận gặp Campuchia và sau đó là trận gặp Singapore ngày cuối. Cô gái của chúng ta đã rất cố gắng rồi. Đến đây thì xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ ngơi trước khi đến với trận đấu tiếp theo của nội dung bóng rổ tại SEA Games năm nay.